Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn vô shop go.vn, shop bán ạc Liên Quân uy tín chất lượng giá rẻ nhất Việt Nam. Nhân dịp Tết trung thu, tham gia ngay vòng quay may mắn nhận ngay ạc VIP cùng hàng loạt quân uy số lượng lớn. Truy cập ngay shop go.vn. Cảnh báo đường link shop go.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Anh làm tin nữ hoàng đi. Let's go. Hân đánh Zena ghê dạ à. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là muốn chơi game trên PC mượt nhưng mà chơi bằng phần mềm giả lập thì lại nặng quá, máy chịu không nổi. Không sao đâu các bạn ơi, các bạn đừng lo, mình đã tìm cho các bạn đó là một nền tảng khác. Chơi game mobile trên PC thế hệ mới, cực kỳ mượt, nhẹ và đặc biệt là thông minh hơn giả lập tên là Wakuo. Wakuo là nền tảng chơi game Android thông minh trên máy tính, hỗ trợ người chơi với màn hình sắc nét, âm thanh sống động hơn hẳn. Wow. Để tải nền tảng này rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào trang web vn.wakuo.com, sau đó các bạn ấn tải ngay là được nha. Đấy, có chữ tải ngay đây này. Wow, tải rất nhanh các bạn ơi, sau đó chúng ta chỉ cần khởi động ứng dụng thôi. Như các bạn cùng quan sát thì hiện tại nó đang cài đặt nha. Ngoài ra đây là nền tảng đầu tiên hỗ trợ đa nền tảng Android, có Android 7 và Android 9, hỗ trợ game 32 hoặc là 64-bit tích hợp trong một sản phẩm, tương thích hoàn hảo với 99% các game và app. Oh my god! Wow! Vậy là đã khởi động xong rồi các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần ấn vào tìm kiếm và gõ Liên Global, ấn Install. Lúc này nền tảng đang tự động đề xuất trình điều khiển Android sao cho phù hợp với game này. Rất nhanh thôi thì chúng ta cũng sẽ xong. Và tiếp theo các bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản Google Play trên trình điều khiển Android đã mở và tải game về Wakuo để có thể bắt đầu chơi game thôi nào. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn phần cài đặt điều khiển bàn phím để chơi game một cách dễ dàng nhá. Như các bạn cùng quan sát thì chúng ta có thể kéo được qua những cái tổ hợp phím vào đúng cái nút sử dụng kỹ năng của tựa game Liên Quân này. Sử dụng kỹ năng thứ nhất, kỹ năng thứ hai, kỹ năng thứ ba. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng dấu cách để có thể đánh thường. Đấy, nút lên di chuyển sang trái sang phải lên xuống, các bạn có thể cho chữ W, A rồi D hoặc là S làm sao cho phù hợp để có thể là dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi. Sau khi cài đặt xong bàn phím rồi thì các bạn hãy cùng xem qua mình trải nghiệm chơi game trên nền tảng Wakuo nhá. Đấy, cố gắng xử lý acid luôn. Sử dụng kỹ năng cực kỳ dễ dàng, rất mượt các bạn ạ. Các bạn cùng quan sát qua FPS của mình là cực kỳ ổn định nhá. Ngoài ra thì khung hình chất lượng cao và cũng như là rất là mượt, không hề sợ giật lag gì luôn. Ăn mạng thì rất là dễ. Cách di chuyển hoặc là sử dụng kỹ năng thì có thể ấn bàn phím. Đấy, cực kỳ đơn giản. Nice. Còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay nền tảng Wakuo để có thể trải nghiệm được những cái tựa game mà các bạn yêu thích. Là hoa, là mộng, là ngày xưa đôi chúng ta thương vùng triền miên. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn một trận đấu vô cùng đặc biệt. Nhưng mà trước tiên thì Garak tin bạn gọi cái gì kia? Ezena. Facebook mày là
Nguyễn Bảo Hân đúng không? Nghĩ sao vậy? Bạn nói thật là nực cười. Bạn nói thật là nực cười. Nick Facebook của mình là Nguyễn Trọng Việt cơ mà. Ngoài ra thì cái nick này mình đang mượn của một bạn fan. Một bạn fan cứng trong group của mình nha. Nick Facebook của bạn ấy không phải là Nguyễn Bảo Hân đâu. Đấy, thôi bỏ qua vấn đề đấy đi. Như các bạn cũng quan sát qua, đây là một trận đấu vô cùng đặc biệt. Lời đầu tiên thì cho mình xin gửi lời cảm ơn đến 4 bạn còn lại trong team của mình đã hỗ trợ dành thời gian quý giá để có thể đem đến cho tất cả các bạn một cái biệt đội được coi là biệt đội nữ hoàng. Đấy, rất là nhiều bạn yêu cầu mình thực hiện với cái biệt đội này, ngày hôm nay mới có cơ hội để đem đến cho tất cả các bạn đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thành viên nào. Hiện tại thì mình đang chơi Zena trong bộ trang phục nữ hoàng thể thao. Hay khoe top Zena. Ui dồi ơi, nick này đâu phải là top Zena gì đâu. Đấy, ngoài ra thì mình cần có Arum, nữ hoàng gấu xám. Còn có Violet, nữ hoàng pháo hoa. Irumia, nữ hoàng khí giới. Và Karisi, nữ hoàng thiên nga. Đấy, đây là biệt đội nữ hoàng nhá. Để xem thì biệt đội nữ hoàng này có làm ăn được cái trò trống gì hay không. Nhưng mà chả thấy team bạn phản ứng gì cả với biệt đội vô cùng đẹp như thế này. Cái tên thì nó cũng rất đẹp rồi, nhưng mà đội hình thì không được chuẩn một chút nào nhá. Hiện tại thì mình cũng đạt được cấp độ 4 rồi thì mình cũng sẽ tiến hành đi ganh luôn. Ở đây đang có Rat đúng không? Nào Rat lên cao một tí đi Rat ơi, mà đừng giữ đánh nhau ghê quá các bạn ơi. Trước tiên là mình ra mình cấu rỉa Rat một chút đã. Đó, ui dồi ôi, mất rất nhiều máu rồi nhưng mà hơi đen là mình không giết được Rat kìa. Rat còn đúng một cục máu thôi, bây giờ mình sẽ di chuyển dần xuống đường dưới. Bởi vì đường dưới team bạn toàn yếu máu. Đấy, team ơi từ từ chờ mình, chờ mình, chờ mình. Bây giờ đi vào trong bộ nhá, và sau đó chúng ta lao ra thịt luôn Grack. Này thì Grack lên bàn điểm số một mạng hỗ trợ đầu tiên này. Thế là mình được một mạng hỗ trợ đầu tiên rồi. Đấy, phải đè bẹp team bạn luôn thời điểm đầu game để cho team bạn sợ nhá. Red team bạn còn đang lên rất cao cái kìa. Bây giờ mình sẽ di chuyển dần ra và sau đó chúng ta cố gắng áp sát bằng chiêu thứ nhất. Áp sát ném chiêu 2 ra, tiếp tục áp sát mà không giết được kìa. Hơi đáng tiếc, hai lần mình lao ra rồi mà Red team bạn vẫn có thể chạy được luôn. Mình vẫn chưa đem về cho bản thân mình được cái mạng nào cả. Cứ từ từ Illumia ơi, nào lên hỗ trợ mình cái, đây rồi, kích quạt chưa cuối để đẩy thôi, đi đâu. Nào, một bé lên bề điểm số này. Thôi sao, mạng Vanen của mình, mạng Vanen vừa xong là mình không kịp ăn rồi. Tính ra thì cái biệt đội nữ hoàng này thì hình như là có nữ hoàng thiên nga Karisi thay đổi về hiệu kỹ năng. Hân đánh Zena, ghê dạ, à. Ghê. Có lời khen là được rồi. Grack team bạn đã khen mình rồi đây này. Ngoài ra là còn có Violet nữ hoàng pháo hoa là có thay đổi về hiệu kỹ năng, còn những bộ trang phục còn lại là không thay đổi hiệu kỹ năng. Theo như bản thân mình nhìn thấy là như vậy. Đang có Erwan thì sử dụng kỹ năng cấu diển luôn. Đó, đánh nhau mình không? Mình sợ bạn quá cơ. Nào, giờ là quất luôn. Cố gắng thịt luôn Erwan nha. Và một mạng nữa dành cho mình rồi. Cứ từ từ, team bạn đang hơi đông, thịt luôn Rat này. Double kill, ngon liền ngon liền. Mà bây giờ team bạn có cả Vanen kia kìa. Thôi tạm thời mình sẽ cần phải lánh đi nha mọi người, tại vì Vanen ném rất là đau luôn. Tạm thời là cứ lui và sử dụng chiêu 2 ra để cấu gì à. Ngoài ra mình sẽ lựa thời cơ để mình tóm luôn Vanen. Mục tiêu của mình vẫn là Vanen trước đã. Đó, và Vanen bốc cơi đi còn gì nữa. Một bé, ôi ôi, mình ăn được đôi mạng mà anh ở mình cũng chết mất rồi. Nhưng mà thôi không sao, một đổi hai cũng được, lãng được. Một mình hy sinh mình ăn được double kill là cũng lãi rồi. Mỗi tờ là mình bị chấm dứt thôi. Các bạn nào có ý tưởng gì thì nhớ để lại comment bên dưới giúp mình nha. Ở đây thì mình sẽ thực hiện theo cầu của rất là nhiều bạn khán giả. Khi mà các bạn để lại comment ý tưởng, ngoài ra thì comment ý tưởng đấy nhiều like, là rất là nhiều bạn ủng hộ cái ý tưởng đấy thì mình sẽ thực hiện. Ngoài ra nữa thì những cái ý tưởng nào mình chưa thực hiện bao giờ sẽ được ưu tiên. Còn hiện tại thì mình cũng đã lập ra rất là nhiều biệt đội rồi. Chỉ sợ các bạn đưa đến những cái ý tưởng mà mình đã làm rồi thì mình làm lại nó không được hiệu quả. Đấy, nhưng mà nếu như cái ý tưởng đấy nhiều like thì mình vẫn làm cho mọi người nha. Tất cả là phục vụ yêu cầu của các bạn thôi. Các bạn thích là được. Nhìn chung thì các bạn cũng quan sát qua là team mình là một đội hình không được chuẩn. Có hai pháp sư là Karisi và Illumia. Mình đã phải cho Illu đi đường tà thần, còn Karisi đi đường giữa rồi. Bản thân của mình thì lựa chọn phong cách đi rừng để giúp cho mình có thể đi đào đường được thường xuyên, hỗ trợ được team một cách kịp thời. Zena cũng rất là cơ động để có thể vác đi rừng. Bây giờ mình tóm luôn Aether nha. Bây giờ cứ chén Aether rồi.
Iluma bạn hỗ trợ mình cái nào. Iluma ơi, bạn có chữ cuối mà. Hay quá, một bé. Ngoài ra thì cố gắng xử lý luôn Euron ạ. Bé thứ hai double kill. Cảm ơn bạn nhiều. Vừa xong công nhận là Iluma hiểu ý mình quá. Bạn ấy kích hoạt chữ cuối chứ không phải đấy là mình không cần được đôi đâu. Thôi cứ ăn xong cái con rơi quỷ này là mình té mình về nha. Chị yếu máu rồi. Ngày hôm nay cũng sẽ lên một cái build đồ khó chịu dành cho vị tướng Xena, các bạn có thể áp dụng theo. Cái build đồ này chúng ta sẽ có được phong cách nửa nạc nửa mỡ, có nghĩa là nửa đam và nửa thủ. Trang bị đầu tiên mọi người nhìn thấy là mình lên cái rìu giúp cho bản thân của mình có thể cứng cáp hơn. Đây là trang bị đi rìu đi rừng nha. Ngoài ra sẽ là giày kiên cường, tiếp đến là thương Reinhardt, phước cập kiếm, nanh phân y và trang bị cuối cùng là giáp bằng mệnh. Đây là về build đồ. Mình cũng phải nói luôn là hiện tại cái cổ họng của mình cũng đang cảm thấy rất là khó chịu, mình đang bị khản tiếng rất là nặng. Vậy nên nếu như các bạn xem clip của mình thấy khó chịu quá thì mong các bạn thông cảm nha. Chứ mình cũng không còn cách nào nữa rồi, vẫn phải làm clip đều cho mọi người. Nào từ từ team ơi. Đầu tiên là Euron team bạn lên cao như thế này để xử lý Euron team bạn luôn này. Euron bốc hơi. Đấy. Ui thổ Vanen team bạn à. Thế này là sai lầm rồi Vanen ơi. Double kill, việc nhẹ lương cao. Thịt nốt mạng red là triple kill. Úi dồi ôi, được triple kill luôn. Team bạn cứ fit mạng cho mình là một sai lầm rồi. Bây giờ chúng ta cứ đâm thẳng xuyên thủng máy ép trụ thôi. Grack bất lực hoàn toàn là còn nháy đen nữa chứ. Nhìn có khó chịu không cứ chứ. Kéo Arum là một sai lầm. Thì luôn Grack này các bạn ơi hỗ trợ mình. Mỗi tội Grack là không dám đứng lại rồi. Dù sao thì cũng được thêm một cái trụ nữa các bạn ạ. Thế là được rồi, thế là thành công rồi. Karisi cứ về trước đi. Mình là mình còn nhờn với team bạn một tí. Úi giời ơi, thơ máu chiến ghê. Em chỉ nhờn một tí thôi mà anh máu dã man luôn. Mục tiêu cho trận đấu ngày nay mình cần phải bắt phải vào thì chắc hẳn các bạn biết rồi. Nhìn cứ chủ lực team bạn mà vã thôi. Đó là Vanen, đó là Red. Đấy, hai mục tiêu máu giấy là mình có thể tiến tới được. Nếu như mà các bạn lựa chọn phong cách full sát thương thì một combo có thể có được một mạng cực kỳ dễ dàng. Combo thường thường mình sử dụng đó là ném cho hai trước, sau đó là sử dụng cho một hai lần để có thể lướt qua người đối phương. Sau đó các bạn kích hoạt chiêu cuối ở trạng thái đại đào, rồi dùng chiêu 2 để đẩy đối phương liên tục nha. Nếu như là team bạn lên giày kiên cường rồi thì thôi các bạn đừng đẩy, các bạn sử dụng chiêu 1 ở trạng thái đại đào để luyện gây sát thương. Bây giờ thì mình sẽ tiếp cận luôn Vanen. Vanen đâu rồi? Vanen chạy nhanh quá đi thôi, chiếm tạm Arthur vậy. Mà Arthur nó trâu dã man, mình thì không phải lên full sát thương các bạn ạ. Không giết nổi, không thể đuổi nổi luôn. Ừ giết nổi. Cố gắng làm sao sử dụng hai trạng thái đại đao các kiểu một cách linh hoạt nha. Cách khắc chế Xena thì các bạn chỉ cần lên giày kiên cường thôi. Nếu như các bạn không lên giày kiên cường mà bị dính ở trạng thái đại đao chiêu 2 của Xena nó đẩy một phát rồi là các bạn không thể né được. Còn các bạn lên giày kiên cường là các bạn có thể lách được luôn. Nếu như không lên giày kiên cường thì mới nguy hiểm. Đấy, thế nên gặp Xena là cứ phải lên giày kiên cường mình cho mình nha. Bởi vì giày kiên cường nó cũng có khả năng kháng hiệu ứng khống chế rất là nhiều. Thì mình đang muốn ép trụ đường trên kìa. Từ từ để mình di chuyển dần lên đường trên để hỗ trợ đồng đội. Ui, Vanen yếu máu mà chạy về rồi, chúng ta bắt lẻ luôn. Arthur bốc hơi rồi. Đấy, cứ phải tóm lẻ như vậy thì bạn mất được một vài người là hay. Rat kìa. Rat là vừa xong mất tốc biến rồi nha. Thế nên là để mà tiếp cận được một Rat, Rat không còn tốc biến để chạy luôn. Ngon luôn các bạn ơi. Hủy diệt team bạn nào. Cái tầm này thì thôi, cố gắng làm sao ăn càng nhiều mạng càng tốt nha. Tiếp tục là cho mình xin mạng nữa nào. Ôi rồi không kịp rồi. Cứ tưởng vừa sau là mình ăn mạng của Euron cơ. Ép luôn đây này. Đâm thẳng xuyên thủng luôn team ơi. Cái tầm này thì ô Vanen ơi, áp sát Vanen nha và cho Vanen bốc hơi. Rất nhanh các bạn ơi. Mỗi tội Grack là vừa xong chạy được rồi. Có gái là nó không đánh được. Cái gì mà có gái mà nó đánh không được. Hay là nhường à. Mình đang chơi nick của một bạn nữ mà thấy tên Hân như thế này thì team bạn nhường à. Chắc là thấy gái là không đánh được rồi. Đáng ra thấy gái là chúng ta phải tăng thêm 200% công lực chứ. Thấy gái mà bị run quá không đánh được là không là không không tốt đâu. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Bye bye.